Từ lực Popstar và Đình Quang Thái trân trọng kính chào quý khán giả. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin sáng thứ 6, 25 tháng 9 năm 2020. Trước hết là phần lược thuật những tin quan trọng. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đề nghị một dự luật mới với số tiền 2.400 tỷ Mỹ Kim nhằm cứu trợ đợt 2 cho dân chúng Hoa Kỳ. Lãnh đạo Đảng Cộng Hòa khẳng định ai thắng cử Tổng thống vào ngày 3 tháng 11 thì việc chuyển quyền sẽ vẫn diễn ra êm thắm. Tòa ra lệnh các buổi họp tại Tòa Bạch Ốc phải có người dùng ngôn ngữ ký hiệu cho người không nghe được bằng tai. Chính phủ Do Thái đóng cửa nhiều sinh hoạt xã hội vì số lây nhiễm coronavirus gia tăng. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý khán giả, lúc sáng ngày hôm nay 9 giờ 30 phút tính theo giờ tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, quan tài của cố thẩm phán tối cao pháp viện Ruth Bader Ginsburg đã được đưa tới tòa đại sảnh của trụ sở Hạ viện Liên bang. Chủ tịch của Hạ viện là bà Nancy Pelosi và lãnh đạo khối thiểu số dân chủ tại Thượng viện là nghị sĩ Chuck Schumer đã đón quan tài của bà được đặt trên một cố xe đưa đến tiền sảnh của Hạ viện Liên bang giờ phút này thì ngay tại tiền sảnh của hạ viện, quan tài của bà được đặt ngay chính giữa và có hai nhân viên của đội quân danh dự đứng gác. Trong lúc đó, thì đoàn người uh, giữ sự im lặng uh, đi quanh quan tài để bày tỏ lòng thương tiếc với người phụ nữ đã từng phục vụ cho tối cao pháp viện Hoa Kỳ 27 năm. Bà Ginsburg uh, đã từ trần vào hôm thứ sáu tuần trước và bà là người phụ nữ đầu tiên cũng như là người phụ nữ gốc Do Thái đầu tiên được vinh dự quan tài đặt ngay tại trụ sở của Hạ viện nước Mỹ. Tính từ năm 1852 cho tới ngày hôm nay, tức là kể từ khi nghi thức này được bắt đầu, thì có tổng cộng 38 người của nước Mỹ đã được đặt quan tài tại khu vực này, trong đó có cả bà Ginsburg. Và trong số 38 người thì có 12 tổng thống Hoa Kỳ thứ ba tuần tới thì bà sẽ được vĩnh viễn an nghỉ tại nghĩa trang quốc gia Arlington tại thủ đô Washington và buổi lễ chỉ dành riêng cho gia đình và một số thân hữu mà thôi. Chủ tịch Hạ viện là bà Nancy Pelosi vừa mới đưa ra một cái dự luật mới nhằm mục đích cứu trợ đợt hai cho dân chúng Hoa Kỳ. Lần này số tiền mà phía bên dân chủ nắm đa số tại Hạ viện đưa ra là 2.400 tỷ Mỹ kim tức là giảm đi so với số tiền đã được thông qua vào tháng 5 vừa qua do cái dự luật của Dân Chủ đệ trình. Lúc đó thì phía đảng, đảng Dân Chủ đệ trình số tiền là 3.400 tỷ. À, theo như lời của bà Nancy Pelosi trong cuộc họp báo vào lúc chiều tối ngày hôm qua, thì dự luật mới này sẽ bao gồm số tiền gia tăng trợ cấp cho những người thất nghiệp, giúp đỡ những doanh nghiệp nhỏ và các hãng máy bay vay mượn tiền nhằm trang trải trong giai đoạn kinh tế khó khăn vì đại dịch coronavirus như vậy là số tiền đã cắt giảm xuống là 1.000 tỷ bà Nancy Pelosi cho biết là bà thúc giục nhiều lần ông bộ trưởng tài chính của Hoa Kỳ là Steven Mnuchin và tránh văn phòng của tổng thống Donald Trump là ông Mark Meadows là tòa bạch ốc phải thỏa thuận một cái giải pháp trung uh, dung tức là thỏa hiệp Tòa Bạch Ốc giờ phút này chỉ muốn bỏ ra số tiền là 1.300 tỷ Mỹ Kim mà thôi. Trong khi đó thì phía bên Cộng Hòa vẫn chỉ muốn giữ số tiền là 1.000 tỷ. nếu đôi bên, đúng là là ba bên, tức là Dân Chủ, Cộng Hòa và Tòa Bạch Ốc không đạt được thỏa thuận với nhau thì vẫn còn tình trạng bị bế tắc trong những cuộc họp và số tiền cứu trợ đợt 2 chưa biết bao giờ mới đến được tay dân chúng. Đêm hôm qua là đêm thứ hai liên tục đã xảy ra những vụ bạo động tại một số thành phố ở Hoa Kỳ sau khi một bồi thẩm đoàn tại tiểu bang Kentucky đã đưa ra phán quyết là không truy tố ba cảnh sát tại thành phố Louisville liên quan đến cái chết của một người phụ nữ Mỹ gốc da đen đó là bà Breonna Taylor. Ở tại Louisville thì đêm hôm qua cảnh sát đã bắt giữ 24 người và đêm hôm thứ tư, tức là cách đây 2 đêm, Cảnh sát bắt giữ 130 người, Ở trong đó có một người đàn ông tên là Lazion Johnson can vào cái tội là đã tấn công bị thương một người cảnh sát. Tại thành phố Los Angeles, miền Nam California thì đêm hôm qua một người phụ nữ đã phải đưa vào bệnh viện chữa trị, rất may là vết thương không nặng lắm. Khi mà bà này tham dự vào một cái cuộc biểu tình ôn hòa ngay tại khu vực Hollywood để mà phản đối cái quyết định của bên uh, bồi thẩm đoàn uh, Louisiana, uh, Kentucky đã không truy tố ba cảnh sát viên. Trong lúc một đoàn người đang biểu tình như vậy, thì có một chiếc người, uh, xe truck màu xanh do một người lái tông vào đám đông và hất tung người phụ nữ này văng vào lề đường. Cảnh sát sau đó cho biết là đã nhận diện được người lái xe mà không cho biết là có bắt giữ được người này hay không. Nhưng mà ngay sau đó thì có một người khác lái một chiếc xe trắng cũng tìm cách tông vào đám đông nhưng mà đã bị cản lại và người tài xế này đã bẻ quạt qua một bên và đi ra khỏi cái khu vực đó. Cảnh sát tại Hollywood cho biết là cuộc biểu tình đêm hôm qua xảy ra uh, rất là ôn hòa, ngoại trừ một vài vụ phá phách rất nhỏ, không có điều gì đáng tiếc cả. Tại Seattle thì cảnh sát đã cho một người uh, nhân viên trong sở cảnh sát Seattle tạm thời nghỉ việc bởi vì người cảnh sát này đã dùng một chiếc xe đạp và dắt chiếc xe đạp đó cán ngang đầu của một người uh, biểu tình đang nằm ở dưới đất. Cảnh sát tôi nói rằng cũng đã bắt giữ một số người trên một chục người vì liên quan đến cuộc biểu tình có thể gây ra bạo động vào đêm hôm thứ tư vừa qua. Tình hình sau cái chết của bà Priona Taylor vào hôm 13 tháng 3 vừa qua, tức là 6 tháng sau từ buổi thẩm đoàn với tuyên bố là ba người cảnh sát này không bị truy tố, trong đó chỉ có một người cảnh sát là bị cho nghỉ việc mà thôi. Theo các hãng thông tấn, thì có thể trong những vài ngày sắp tới sẽ vẫn tiếp tục xảy ra những cuộc biểu tình nhằm mục đích lên tiếng đòi công lý cho bà Breonna Taylor. Một số các vị lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện đã chính thức lên tiếng bảo đảm rằng bất kỳ ai thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 3 tháng 11 sắp tới, thì cái việc chuyển quyền Tổng thống sẽ diễn ra hoàn toàn êm thắm và hòa bình. Lời tuyên bố này của các vị lãnh đạo ở Cộng Hòa được đưa ra ngay sau một ngày khi mà Tổng thống Donald Trump họp báo thì Tòa Bạch Ốc trả lời phóng viên. Ông nói rằng ông sẽ xem thử xem cái việc chuyển quyền ra sao. Bởi vì ông vẫn kết án là cái việc bỏ phiếu bằng bưu điện hiện nay có thể dẫn tới một cái cuộc bầu cử gian lận nhất trong lịch sử. Và ông nói rằng cách hay nhất là gạt bỏ cái việc bỏ phiếu bằng thư đi. Ngày hôm qua thì lãnh đạo phía đa số tại Thượng viện Mỹ đó là ông Mitch McConnell nói rằng chắc chắn sẽ có cuộc chuyển quyền êm thắm dù ai đắc cử đi chăng nữa. Trong khi đó thì nghị sĩ uh, Mitch, uh, xin lỗi quý vị, nghị sĩ Lindsey Graham là một đồng minh rất thân với Tổng thống Donald Trump thì trước tới giờ thì ông Lindsey Graham nói rằng ông cũng bảo đảm là không thể có một chuyện gì đáng tiếc xảy ra cả và cái việc chuyển quyền sẽ diễn ra trong hòa bình. Còn nghị sĩ Mitch Romney, của uh, của đảng cộng hòa cũng là nhân vật cao cấp thì ông nói rằng bất kỳ một ý tưởng của một vị tổng thống nào uh, mà muốn uh, tỏ ra là không tôn trọng hiến pháp của hoa kỳ đấy, thì ý tưởng đó là điều không thể tưởng tượng nổi và không thể nào được chấp nhận ông có nhấn mạnh là cái việc chuyển quyền lực một cách ôn hòa đó chính là nền tảng của nền dân chủ hoa kỳ và nếu mà không có cái nền tảng dân chủ đó thì Hoa Kỳ có thể nhìn thấy đất nước này rơi vào hỗn loạn như tại Belarus. Còn bà chủ tịch um, hạ viện uh, là Nancy Pelosi tức là lãnh đạo phía dân chủ trong cuộc họp báo ngày hôm qua thì bà nói và bà nêu một câu hỏi với Tổng thống Trump như thế này bà bảo là bà không ngạc nhiên khi Tổng thống Trump đưa ra cái nhận định cho rằng cuộc bầu cử có thể là bị gian lận nhưng bà bà nêu một câu hỏi với Tổng thống rằng uh, bà nhắc Tổng thống Donald Trump Hoa Kỳ không phải là Bắc Hàn Hoa Kỳ không phải là Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ không phải là nước Nga, mà đây là Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, Mr. President. Đó là nguyên văn của lời bà Nancy Pelosi. Sáng ngày hôm qua, tức là ngày thứ 5, ngay tại tiền sành của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, trong lúc quan tài của cố thẩm, thẩm phán Tối cao Pháp viện Ginsberg được đặt ngay trước tiền sành để cho dân chúng, đến bày tỏ cái lòng thương tiếc bà. Thì tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania cũng đã có mặt, nhưng mà có mặt trong một thời gian rất ngắn. Người ta thấy rằng tổng thống Donald Trump đã mang một cái khẩu trang màu đen. Đây là một trường hợp khá hiếm ông xuất hiện cho công chúng mà mang khẩu trang. đệ nhất phu nhân cũng mang khẩu trang và trong lúc hai ông bà đang đứng trước quan tài của cố thẩm phán Ginsburg thì có một đám đông ở dưới đã la ó phản đối sự hiện diện của Tổng thống Donald Trump bằng cái khẩu hiệu là Vote Him Out, Vote Him Out, hàm ý rằng uh, không thích nhiệm Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ uh, thứ hai. Uh, Tổng thống Trump lúc đó thì mắt nhìn về hướng đám đông đang phản đối, trong khi đó thì um, đề nhất phu nhân uh, nhìn thẳng vào phía trước, chỉ có vài phút đồng hồ sau thôi thì uh, Tổng thống Trump và Đệ Nhất Phu Nhân đã lên xe trở về lại Tòa Bạch Ốc. Uh, một thẩm phán uh, liên bang đó là James Bootsburg ngày hôm qua đã loan báo rằng uh, Tòa án đưa ra một quyết định là tất cả những cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc liên quan đến vấn đề cập nhật hóa tình hình coronavirus. Cuộc họp báo có Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống Michael Pence và uh, tham vụ báo chí tờ bạch ốc là Khaled Makinani inani đều phải cung cấp trong những cuộc họp báo đó những chuyên gia về ngôn ngữ ký hiệu nhằm mục đích là để cung cấp cái dịch vụ này cho những người không thể nghe được bằng tai chúng ta thấy trong tất cả những cuộc họp báo của các thống đốc tiểu bang hoặc là những cuộc họp báo quan trọng lúc nào cũng có một người đứng bên cạnh để thể hiện cái sign language tức là ký hiệu bằng tay đó uh, để cho cái người mà không nghe được họ có thể đọc được cái điều mà cái người họp báo đang nói thì trong thời gian suốt mấy tháng qua tòa bạch ốc họp báo tổng thống donald trump phó tổng thống michael pence bộ tham mưu của tổng thống trump và tham vụ báo chí tòa bạch ốc đều không có cung cấp dịch vụ này thì thẩm phán uh, liên bang ra lệnh đó và bắt đầu phải có hiệu lực từ ngày mùng 1 tây tháng 10 sắp tới à, theo thống kê của US Census Bureau tức là cơ quan điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2020 thì hiện nay tại nước Mỹ có vào khoảng gần 12 triệu dân chúng Hoa Kỳ à, bị uh, vấn đề về lỗ tai có những người nghe được rất ít hoặc là có những người hoàn toàn không nghe được gì cả cho nên cái dịch vụ mà cung cấp ngôn ngữ bằng ký hiệu rất là quan trọng đối với số người này Nhìn sang tình hình tại Do Thái và dịch bệnh coronavirus, Thủ tướng Do Thái là ông Benjamin Netanyahu sáng ngày hôm nay đã có một cuộc họp báo ngay tại Jerusalem. Ông cho biết là ông sẽ quyết ông đã quyết định sau khi họp với hội đồng nội các là phải bắt buộc đóng cửa nền kinh tế Do Thái tối thiểu là 2 cho tới 3 tuần lễ trở lại. lý do đơn giản là trong suốt mấy ngày vừa qua thì với một dân số chỉ có 9 triệu người thôi mà mỗi ngày cái số người bị lây nhiễm coronavirus tại do thái đã lên tới 7.000 người. Những biện pháp mới này trong đó gồm những biện pháp sau đây. À, thứ nhất là bắt đầu từ thứ sáu ngày hôm nay à, kéo dài trong vòng tối thiểu là 3 tuần. Và những biện pháp đó gồm có các trường học sẽ đóng cửa, à, các đền thờ thì vẫn được mở trong cái mùa lễ có tên là Yom Kippur là lễ truyền thống của người do thái tuy nhiên cái số tiến đồ mà được vào các đền thờ hành lễ sẽ bị giới hạn lại tất cả mọi dân chúng khi mà đi ra khỏi nhà một cái khoảng cách là một km tức là 0.6 mai đó thì họ chỉ được đi như vậy trong trường hợp hết sức là cần thiết là đi mua thực phẩm nước uống thuốc men hoặc là nếu những người đi làm có giấy tờ chứng minh rằng cái việc làm đó là cần thiết ngoài ra thì uh, tất cả những cuộc biểu tình ở ngoài đường cũng sẽ bị cấm và thưa quý vị, ngay lập tức thì Bộ trưởng Tài chính của Do Thái là Katz và Thống đốc Ngân hàng của Do Thái đã phản đối lệnh đóng cửa bởi vì họ nói rằng đóng cửa 3 tuần lễ sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế Do Thái lên tới số tiền là hơn 10 tỷ Mỹ Kim. Cho tới ngày hôm nay, kể từ khi xảy ra đại dịch vào tháng 3, tổng số người Do Thái bị lây nhiễm là 200.000 người và số tử vong là 1.316 người. Tình hình tại bán đảo Triều Tiên thì có lẽ đây là cái lần hiếm hoi đầu tiên mà lãnh tụ của Bắc Hàn là Kim Jong Un đã gửi ra một cái lá thư để chính thức xin lỗi Tổng thống Nam Hàn và dân chúng Nam Hàn sau khi xảy ra cái chết của một người đàn ông Nam Hàn 47 tuổi trong lúc ông này trôi giạt vào cái vùng biển mà ngăn cách giữa Bắc và Nam Hàn thì quân Bắc Hàn đã bắn chết ông này và theo như tin tức của các hãng thông tấn ở bên Nam Hàn thì hai ông này sau đó đã bị đốt cháy trên biển, nhưng mà có một bộ phận còn lại thì được trôi trên biển và hải quân Nam Hàn đã tìm thấy được. Trong lá thư gửi cho Tổng thống Moon của Nam Hàn thì Kim Jong-un nói rõ rằng trong cái hoàn cảnh hiện nay Nam Hàn cũng đang phải đối đầu với coronavirus. Đáng nhẽ ra thì Kim Jong-un phải gửi một cái lời gọi là chia sẻ cái sự khó khăn của dân chúng Nam Hàn thì lại xảy ra cái vụ bắn này. Cho nên Kim Jong-un nói rằng very sorry, xin lỗi, thành thật xin lỗi và muốn rằng đây sẽ là một cái việc sẽ không bao giờ xảy ra nữa. À, thưa quý vị, đây là một cái hành động được mô tả hiếm hoài bởi vì từ xưa tới giờ thì um, lãnh tụ Bắc Hàn từ ba đời, từ ông nội Kim Jong-un cho tới bố và cho tới bản thân Kim Jong-un không bao giờ có hành động như vậy cả. À, sáng nay thì Tổng thống Nam Hàn cũng nói rằng uh, cái lá thư của Kim Jong-un khiến cho cá nhân ông Tổng thống Moon và chúng dân chúng Nam Hàn cảm thấy dịu bớt đi được phần nào những cái sự bực tức trong thời gian xảy ra cái vụ bắn chết người đàn ông 47 tuổi này. Trong một cuộc họp báo ngày hôm qua tại Tòa Bạch Ốc thì Tổng thống Donald Trump nói cho biết rằng à, Tòa Bạch Ốc sẽ gia tăng cái trách nhiệm kiểm soát các cuộc nghiên cứu vaccine để bảo đảm rằng cái nhịp độ uh, thử nghiệm của vaccine đó sẽ được tiến hành một cách mau lẹ hơn nhưng mà vẫn bảo đảm được cái mức an toàn khi mà vaccine được cung cấp hàng loạt cho dân chúng Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump cũng lên án cơ quan FDA tức là cơ quan kiểm soát thực phẩm và thuốc men của nước Mỹ là đã cố tình đưa ra những cái quy định khá là gây gắt khiến cho cái việc mà định giá cái mức độ an toàn thực uh, an toàn một loại vaccine đã tiến hành một cách chậm chạp. À, Tổng thống Trump vẫn nói rằng vaccine có thể có trước ngày bầu cử 3 tháng 11. À, trong khi đó, thì những chuyên gia y tế tại uh, FDA, CC, uh, CDC và bác sĩ Anthony Fauci, uh, bác sĩ Stephen Hahn, uh, bác sĩ Robert uh, Redfield là những người trách nhiệm của CDC và FDA trong cuộc điều trần ngày hôm qua tại um, uh, Quốc hội Hoa Kỳ đều nói rằng phải bảo đảm là thuốc vaccine thật sự an toàn và không chịu áp lực bất kỳ một áp lực chính trị nào cả. Thì hôm qua tổng thống Donald Trump nói rằng cái việc mà chuẩn thuận một loại vaccine đó là thuộc thẩm quyền của tòa bạch ốc. À, đây lại một lần nữa cho thấy rằng có một cái sự bất đồng giữa lãnh đạo của nước Mỹ và giới khoa học liên quan đến vaccine. Cho tới hôm nay thì ít nhất là Hoa Kỳ đã À, có một số các công ty mà đang tiến hành các loại vaccine để hy vọng rằng có cho dân chúng sử dụng à, trong thời gian sắp tới đó là công ty Moderna, Pfizer và Johnson Johnson. Cuối cùng cũng liên quan đến coronavirus mà thuộc về ngành hàng không của nước Mỹ và của thế giới, United Airlines là cơ quan hàng không đầu tiên của Hoa Kỳ bắt đầu có một cái chương trình. Uh, hiệu lực vào ngày 15 tây tháng 5 sắp tới và chuyến bay thử nghiệm đầu tiên cất cánh từ San Francisco ở miền bắc California bay tới Hawaii và tất cả những hành khách nào mà đến phi trường sẽ được thử nghiệm uh, vaccine xin lỗi quý vị thử nghiệm để thử xem có bị coronavirus hay không và kết quả sẽ có ngay trong vòng 15 phút. Uh, và United Airlines cũng thông báo rằng với những hành khách nào mà muốn có những cái bộ uh, xét nghiệm đó và gửi bằng mail đến cho United Airlines đó thì sẽ có bộ xét nghiệm đó nhưng mà phải gửi đến cho United Airlines trước cái giờ cất cánh chuyến bay là 72 tiếng đồng hồ. Đây là một cái thỏa thuận giữa chính phủ Hawaii và United Airlines bởi vì tất cả những hành khách nào được xét nghiệm mà thấy rằng negative tức là không có bị dương tính coronavirus, tức là âm tính đó, thì khi họ đến Hawaii họ sẽ không chịu cái lệnh cách ly 14 ngày về mặt y tế. Trong khi đó thì hãng máy bay nổi tiếng của nước Đức là Lufthansa cũng loan báo là sẽ có chương trình thử nghiệm cho tất cả mọi hành khách để xem họ có bị coronavirus hay không trong những chuyến bay vào tháng 10 sắp tới. Nhưng mà Lufthansa không cho biết là những cái đường bay đó sẽ được thử nghiệm là những đường bay nào nhưng mà tên của hãng thông tấn UPI cho biết rằng những chuyến bay của Lufthansa cất cánh từ nước Đức bay đi Hoa Kỳ thì hành khách sẽ được hưởng cái chương trình mà thử nghiệm miễn phí thử xem có bị nhiễm Covid-19 hay không. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong mục đối thoại chiều ngày hôm nay. 20% ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà ashitaba và bột dinh dưỡng ashitaba 36 energy booster đặc chế từ lá cây ashitaba một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo hachijo nhật bản có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Xin gọi 188 0988 204 hoặc ghé trang nhà tự lực mò.com Tự lực bookstore hân Hạnh giới thiệu cùng quý độc giả tác phẩm Chiến tranh bên cạnh tình yêu là sáng tác mới nhất của nhà văn Huy Văn Trương. Chiến tranh đối với Huy Văn Trương vẫn mãi mãi là vết hằn sâu trong tâm tưởng. Cuộc chiến mà Huy Văn Trương từng tham dự luôn sôi sụp hiện về từ đáy sâu của ký ức như thể nó vừa xảy ra ngày hôm qua. Huy Văn Trương có lối viết bình dị và chân thật. Ông từ tốn thuật lại những trải nghiệm vui buồn của riêng ông trong cuộc chiến. Từ lúc ông mới tham gia cho tới lúc phải buông súng đầu hàng trong hờn căm tủi nhục. Những gì Huy Văn Trương trải qua cũng là cái chung của tất cả chúng ta. Những kẻ bị nghiền nát dưới bánh xe nghiệt ngã của chiến tranh và lịch sử. Tác phẩm Chiến tranh bên cạnh tình yêu hiện đang bán tại nhà sách tự lực. Địa chỉ là 14318 Brookhurst Street, thành phố Garden Grove, California 92843. Số điện thoại miễn phí là 1888-204-7749, 1888-204-7749. Số điện thoại để quý độc giả gọi thẳng vào từ lực bookstore là 714-676-8310, 714-676-8310. Độc giả ở xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách tự lực là www.tự lực.com